đâu? Hai mẹ con đi đâu ấy? Về Lạng Sơn ạ. Thế không có tiền về à? Vâng. Xin đi nhờ xe máy mãi chả ai cho đi nhờ, mà thôi hai mẹ con đi bộ ra cầu chui, may ra thì vẫn nhờ được xe tải hoặc là xe công thứ nhất gì đấy. Thế đi đâu lên đây lại không có tiền về? Vâng, em đi trên này em có chút việc ạ. Còn ăn gì chưa con? Con rồi ạ. Thế giờ ra xin đi nhờ à? Vâng. Xin xe khách đi nhờ. Em xin đi nhờ người đi đường nữa. Chứ xe khách cả ngày hôm nay đứng ở đầu bên này bắt bao nhiêu tuyến thì họ có cho đi đâu, thì em mới tính là nhờ người đi đường. Chứ xe khách thì đi nhờ tốt quá, đi đường này khó lắm, đêm khu như này. Đi đường biết ai về Lạng Sơn mà xin. Xe nào đi qua em cũng vậy. Thế sao em xem trên mạng người ta bảo chị xin đi nhờ mấy năm nay mà vẫn chưa về được quê à? Ai đi nhờ mấy năm nay? Chị. Em bị thần kinh không? Em xin đi nhờ mấy năm nay. Thế chị có nhớ em không? Em đã từng chở chị ở cầu Trương Dương và em cho hai mẹ con chị mỗi người một hộp bỏng ngô và 60.000. Chị có nhớ không? Gần đây thôi. Trong tháng 2 tuần tiền đầu tháng trước. Thế là chị cứ đi lên rồi lại đi về à? Không, em có việc em mới lên. Em nói thật chị nhá, chị sống như này rất là thất đức. Và chị đang hành hạ con mình để mà lấy lòng thương hại người khác. Chị là một người rất là lười biếng, không chịu làm ăn, mang con mình ra để lấy lòng thương hại mọi người. Chính hành động của chị khiến cho những người tốt muốn giúp đỡ những người khó khăn mà người ta phải suy nghĩ lại. Em đã từng giúp chị khi mà em nghĩ rằng chị khó khăn. Em đưa chị đi một đoạn đường và em gửi chị một ít tiền để chị cho con bé nó ăn. Sau khi mà em lên mạng em xem ấy, em biết được rằng là mấy năm nay chị không về nổi quê. Lúc thì Thái Bình, lúc thì Lạng Sơn. Chị đi không chỉ những cầu Thanh Trì mà chị còn đi cả cầu Trương Dương và cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu nào cũng chị cũng đi rồi. Và trên mạng người ta cũng đã nói rồi. Em nói thật, em đi qua rồi em phải quay lại để em đón chị vì em rất là bức xúc. Nếu như hôm đấy em gặp một mình chị thì em sẽ không bao giờ em chở. Nhưng vì con bé em chở hai mẹ con chị đi vì em thương con bé. Bây giờ ngày nào cũng như ngày nào chị lôi con bé ra để lấy lòng thương hại người khác. Chị nghĩ như thế có được không? Em không biết đây là con đẻ của chị hay là như thế nào. Nhưng nếu mà đấy là con đẻ của chị mà chị hành động như thế thì chị có xứng đáng là một người mẹ không? Chị bảo chồng chị chết lên đây. Hôm đấy em nhớ rất rõ câu chuyện của chị. Chị văn vở em. Chị hành động như thế, đối xử với con chị như thế, bắt con chị đi bộ hết cầu này đến cầu kia. Em cũng là một người cha và em sẽ không bao giờ hành động như thế. Em sẽ đi kiếm tiền bằng bản thân mình để nuôi con, chứ không bao giờ mang con mình ra để lấy lòng thương hại người khác, để mình có tiền ăn, có tiền tiêu, có tiền chơi. Không một người mẹ nào mà có thể ác độc như thế ạ. Vậy anh muốn nói là miễn là làm sao em không cảm thấy hổ thẹn với con em, không phải gặp được một hai lần mà hiểu hết hoàn cảnh của người ta. Thứ nhất là em không đi ăn trộm ăn cắp, thứ hai là em không lừa đảo. Đúng, chị không em đi ăn trộm ăn cắp, nhưng mà chị đang lấy con mình ra để lấy lòng thương hại của người khác. Tại sao chị không đi làm, đi xin đi làm mà chị lại mang con mình ra đi hết cầu này đến cầu kia? Mấy năm nay rồi vẫn chưa về được quê. Đừng hành hạ con bé nữa. Cái lương tâm của người mẹ không bao giờ có thể mang con mình ra để hành hạ nó cả. Và em có thể chở chị đến đây thôi. Cái lương tâm của người mẹ không bao giờ có thể mang con mình ra để hành hạ nó cả.